Xin chào quý vị. Hôm nay tôi đến huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Thì tôi review cho quý vị theo dõi một căn nhà yến này. Về tổng thể bên ngoài thì cũng là tương đối là ổn đấy, không có vấn đề gì cả. Ông chủ cũng đã làm rất là kỹ, cũng sơn sủng, sơn phết đàng hoàng. Dưới đây là một căn nhà ở trên đây là hai tầng yến, chắc được 200 m² quá. Thì về âm thì nghe đoạn đầu được, nói chung là âm này chắp vá nhiều quá, không được, âm này không đồng bộ. Rồi em tắt âm thanh đi rồi mà anh cái tí anh chỉnh. Cái loa trên kia là loa hãng, còn dùng loa to nhé, dùng loa to và dùng loa nắp. Và tôi đi vào đây tôi review máy cho quý vị coi. Nhiệt độ bên ngoài hiện nay là 30 độ, đo khoảng 65%, âm ly 3-4 âm ly. Tự làm hay là kỹ thuật làm đấy? Kỹ thuật làm. Kỹ làm. Rồi, tắt đi. Rồi xem nó có cái gì trong nhé. Rồi. Kỹ thuật làm. Nhà làm đâu chứ? Nhà này làm đâu chứ? Mở máy 3 tháng. 3 tháng. Có chim mở chưa? Có. Rồi. Ok. Máy nổ này bịt hết chưa? Bịt hết. Hôm nọ nói mà bịt hết chưa? Bịt hết rồi đúng không? Có 4 ống. Ôi trời. Toang rồi. Chim đậu miếng nổ này không vào là toang rồi. Khỏi cần nói nhiều. Đây. Không được, được rồi. Bỏ hết cái này đi. Cho này vào làm gì đây? Nước không? Bỏ đi, bỏ đi. Những cái đồ lặt vặt này bỏ hết ra ngoài cho mình cái nha. Rồi đi vào trong đây cho quý vị coi trong đây có cái gì. Báo lỗi. Chắc chắn chim ở ngoài mà. Tầng này giờ sao lại để này? Nổ tung hông cái này chết rồi. Không được rồi. Không ổn rồi. Từ này mình xây 20 đúng không em? 20. Xây 20 có để khe giữa. Có thể. Sau này là loa lại xu ngược cái này. Xu ngược này là không ổn này nhé. Gỗ đóng là cũng được. Này là 40 này. 40 một mét đóng chuẩn này. Gỗ này không phải Menanti nhé. Cũng là Menanti nhưng mà Bukit Indo nha. Thâm xỉ hết gỗ rồi. View này. Gỗ này rắn lắm, nặng lắm nha. Menanti thật của nó là nó phải xốp nhẹ tơi nha. Ơi cái này thu rồi, cái này biết rồi. Dạ, đi trên đây anh gửi cho khán giả coi nhìn thấy nổi. Nó như là mấy nhịp cầu tre ấy nhỉ. Cái chỗ này làm cái chỗ này cũng gọn, nói chung là trùng cu này cũng đạt tiêu chuẩn đấy em. Tốt lắm, đi nó lỗ sai nhé. Nó lỗ kia nó không phải nó lỗ nhé. Chỗ này chìm đến chỗ này. Chim rút cái đó là nó không biết đường vào đâu. Nghe chưa? Đấy, lúc ấy cái lỗ này nó không biết đường vào đâu nhé. Rồi, cái này nó hệ thống loa sai hết rồi. Không đạt tiêu chuẩn đâu. Cái này ngắn quá. Không được đâu, để làm một khí lại. Tên, cái này một cái nỗi thực sự với em ấy. Anh đi làm rất là nhiều. Cái góc của cái nỗ này á, nó làm nhiệt đi vào nha. Chỉ nhiệt đi vào thôi, khí đi vào rất là ít. Vì khi mình mở cái này ra này, mở cái này ra đấy, tôi đã báo lỗi một căn ở Phụng Hiệp, cũng tỉnh Kiên Giang. À không, tỉnh Tân Hiệp ở Kiên Giang cũng nỗ này. Và hôm nay anh lên kiểm tra xin bỏ đi hết rồi. Nãy phương tiện quay nó chiều nay mình kiểm tra được, trước anh đã báo lỗi rồi nhưng mà chủ nhà không xử lý. Xong mùa lạnh nhé, khi cái này là em sâu như thế này là cái nhiệt nó đi vào trong nhà rất là nhiều. Đây qua lỗ này là nhiệt đi vào thôi, nhiệt đi vào nóng hầm nhà nhé.
Đấy là khi mà nếu mà làm cái lỗ như này thì em làm nó ngắn ngắn thôi, làm này lỗ trồng bó lên này được rồi, chim sao ở được đây. À, nó đi thì đúng rồi, nó vào đến đây nó đâu ra rồi được, tại vì em mới hiểu không, cái loa này nó đâu có âm đâu, nó quay vào trong nhà rồi đó. Mà với cái loa, hệ thống loa này nó đâu phải là cái loại tẩy anh đôi khi chấp nhận được, cái loa này nó không chấp nhận được rồi đó. Lại còn màu mè nữa, để cho là làm lại hết thôi, thay mấy cái này đi. Đúng rồi. Đây. Cái này nó áp hết toàn bộ này không là ru rồi. Ru không nên nổi. Không nên đúng nó ru đâu. Chưa? Nên anh vào anh thấy chỗ nó dẫn nó có chim là đúng ra cho đoạn này là nó phải có chim hết này em này. Nghe chưa? Hiểu không? Đây này, nó chỉ ở chỗ nó dẫn này. Đây chỗ vị trí này là vào nó dẫn đậu đây này. Đâu nên đúng nó ru đâu. Làm gì cái chỗ này làm được có năng ru đâu mà sao chim nó ỉa chỗ này này. Này em đi vào đây thôi xong rồi là nó là giống hay là nghe ở nó dẫn đấy này. Nổi mà. Nổi toàn hệ thống là ru rồi. Đấy, đúng là buồng cái buồng cuối này là phải nhiều chim lắm nha em. Những cái này là đi được vào nó vào đây được vài ngày là nó đi ra nó bỏ đi này. Nguyên tắc nó phải tụ lại. Đây này. Nó vào đây được vài ngày này nó bỏ đi này. Được chưa? Nhà em chỗ này để dư nhiệt đấy em nhé, dư nhiệt thiếu khí, gió vào thôi, gió vào nhà thôi, gió mới nhiệt vào trong nhà thôi, ẩm không có, thấy chưa? Nhà không có một tí ẩm tự nhiên nào hết, mà em thấy bảo nó nóng quá nóng, mà cái tiêu chuẩn của nhà Yến là mà phải ấm cơ, em cảm nhận đây nhà em có độ ấm, nhà em có độ nóng, mà lại phải phải gió. Nên là không đạt. Hệ thống nó ru này bị lỗi hết rồi em nhé. Nghe chưa? Hệ thống nó ru này đỡ nó hết rồi. Còn cái gỗ này thì cũng được, không sao hết. Nhưng mà nó hơi chậm chi một tí so với cái penalty chuẩn của nó. Thường thường 3 tháng. 3 tháng mà đúng penalty thì từ cái này nó bạc đi em nhé. Nó không sẵn sẵn màu này đâu. Cái này bung kít đi đô. Nghe chưa? Nặng lắm. Nặng chứ cả. Còn nó cái manatee thì em sẽ nó sẽ rất là nhẹ, mà nó đỏ thì rất là nhẹ, hiểu không? Cái này nặng chịch không? Ok, mình treo cái gì đây? Mùi tàn gì? À, nó ở hả? Cái này nhà cần sửa cái phần nào đây? Cái này sửa thì anh nếu làm thì anh sẽ thiết kế lại cái hệ thống ống này, không có để cái này được đâu. Để này nhiệt nó vào nó dư nhiệt nhưng mà lại thiếu khí, khí khác gió khác, thì em là nhiệt với gió vào trong nhà, còn đâu khí thì nó không ổn định được, nên là mất hết ẩm, nó đảm chứ không ẩm, thấy chưa? Mà em đưa cái ẩm này vào không hợp lý, thấy chưa? Ok chưa? Đấy hệ thống vách em có, cái mà vách nào đâu? Và chim thì thường thường ở vách mà, đúng không? Cha không có nó vách đâu cả, đây. Mà chim thích ở vách mà mình lại không có nó vách nữa, thấy không? Đây. Chả có cái loa vách nào hết này, thấy chưa? Còn cái loa dẫn này cũng được nè, loa dẫn này mình không có dùng ASUS thì mình cái này cũng được, không quan trọng, nó vẫn bản chất nó vẫn là loa định hướng và loa tiếng Anh thôi, hiểu chưa? Chi này mình đến nhiều lắm là sao nó không bảo được, là lý do như vậy đấy em, hiểu không? Rồi bắt cái loa này cũng không đúng này, bắt cái này cái lỗ này nó to nó dư sáng này. Sáng quá, à, to quá mà. Thiết kế lại nổ, không? Làm lại hệ thống nó ru mới, đưa vào cái loại NX2 ấy. Còn Nikodo, Nikodo thì nó cái Edo, còn nó cái của thằng Nhất Tam thì nó là cái NX2. Đồng bộ lại hết rồi, không thế này được. Thế về cái thanh này đóng gỗ là ông đánh hay lắm, đóng được. Thiết. Thì cái nhà này thì đóng vì nó có 5 mét thì nó không cần dùng ốc lở đây được. Cái nhà mà nó to hơn thì nó phải dùng ốc lở bắn ra xong vít rồi nó thẳng ở bên kia, thấy chưa? Nó không sẽ giảm. Nhưng mà nhà nắng này được, không sao hết. Này bắn thôi. Đây này, cũng cẩn thận này, ông cũng làm cái ốc lở này. Tuyệt vời này. Đấy, anh ghi nhận cái này nhá. Cực kỳ đấy. Ốc lở đấy. Thấy không?
đấy, làm đấy nó đạt chuẩn đấy, sau này nó không bị xẻ ra nhá, nó đóng ngon á. Ok, ít nhất là mỗi sàn này phải có đây ốc nở đấy này, đó đấy, làm nó phải vậy chứ. Được anh này nào, ok, mà cái loa dẫn đèn đi hơi cao quá, đi đoạn này thôi, đi đoạn này thôi, hạ xuống 40%, nghe chim nó đậu đây này, nó tưởng là nó ru. Rồi đây thằng trên này, thằng trên này cũng vậy đúng không? Trên nó nhiều hơn, nhiều chim hơn không? Ừ. Ở thằng chim nó nhiều chim hơn, nó dễ vào hơn. Rồi à, nói chung là chủng cu này đạt tiêu chuẩn đấy em, anh cũng là ok. À, nhà này thì đầu tư hết nhiều tiền, hết luôn 1.1 tỷ, cả 1.3 tỷ. Người có nhà ở đây, nó vẫn ở đây này, ở cái nó rồi nó dẫn đây, khi mà nó dẫn cái gì này, ở luôn nó dẫn này, đủ ý này, có không gì mình không, mình nhận sai nó du, thế nó du thì không chịu lên đây, đây là hiện tượng bị hoài. Đây, chim nó ở chỗ này, nó vì nó ở đây, nó có cái hoa ở đây, nó không lên được trên này nha. Ok, thấy em thấy đu đây mà, có cam như thế này đúng không, đúng, có chim xuống sàn này tốt hơn sàn kia, tại vì đường dẫn của em nó sai, nó không xuống dưới được nha, đường dẫn nó sai ấy. Đây là thống không khí này nè, gió nó vào mạnh lắm, gió nó vào là nhiệt cực kỳ mạnh luôn. Rồi cứ thăm nhà giúp đỡ em như vậy thôi, đầu năm thì ghé cho em, chúc em gia đình mạnh khỏe ha. Rồi mình có một cái hướng mình khắc phục nhé, thay lại đi mà dù ngày nay đi chỗ này là chỗ thứ tư rồi đấy. Rồi ok. Rồi, cảm ơn em, cũng review cho quý vị là nó bị sai nhé, sai hệ thống loa du nhé. Nếu mà ta làm cái loa du của Exomode ok, còn dẫn thì là dùng cái này ok, nhưng mà nếu mà mình dùng cái này để làm loa du thì không đúng thế nào nhé. Tại vì cái công suất của này nó lớn hơn rất là nhiều nó cái kia, nên quý vị nào mà có lỡ làm thì cũng đừng có làm như thế này nhé. 12 bố trí là cái hệ thống loa vách cho nó đầy, nó đoàn hoàng một tí, đừng để cái này đâu có loa đâu. Đây, quay cho quý vị coi này, cái này không có một tí nào mà đã là tí nó dẫn nó lên vách hết. Con chim không bao giờ lên được giữa được nhé quý vị, không mà lên giữa được, bắt buộc nó phải lên nó vách trước nhé. Thấy chưa, vách hoàn toàn không có. Dạ thôi, kết thúc video ở đây thôi. Rồi, rồi cảm ơn quý vị. Quý vị năm mới nhiều sức khỏe, ăn lành hạnh phúc. Rồi xin chào, cảm ơn.